Mặc dù Silvergate đang là tâm điểm chính của sự sụp đổ thị trường ngày hôm nay và nhiều người cho rằng lịch sử vào tháng 11 năm 2022 như là của FTX sẽ lặp lại và khiến cho BTC lũng vùng hỗ trợ cũ là khoảng mốc 15 đến 16 ngàn đô trước đó, thì theo mình nghĩ thì khả năng này xảy ra kịch bản này khá là thấp bởi vì những lý do như sau. Hello mọi người, Chaicon Việt Nam trở lại rồi đây. Trái với kỳ vọng sẽ đạt được cột mốc 26 đến 28 ngàn đô của Bitcoin trong thời gian tới, thị trường dường như đang có những cú điều chỉnh khá mạnh mẽ khiến nhiều nhà đầu tư lo sợ. Thì trong 24 giờ qua đã có hơn 250 triệu đô bị thanh lý, thậm chí những con bám theo trend thị trường như là Matic với trend ZK hay là BLZ với trend con Trung Quốc cũng không thoát khỏi số phận. Tin đồn thất thiệt về yếu tố khiến thị trường sẽ sụp đổ trong thời gian tới cũng đã xuất hiện. Thật hư chuyện này là như thế nào? Khám phá cùng mình trong video ngày hôm nay nhé! Trước đó vào tháng 1, một ngân hàng tên Silvergate báo cáo rằng tổ chức này đã có khoản lỗ ròng 1 tỷ đô la trong quý 4 năm 2022. Báo cáo còn nhấn mạnh rằng tiền gửi vào ngân hàng trong quý 4 chỉ đạt 7,3 tỷ đô la, thấp hơn rất nhiều so với con số 12 tỷ đô la trong quý 3. Cho bạn nào chưa biết thì Silvergate là một ngân hàng có mối quan hệ khá mật thiết với nhiều tổ chức lớn trong giới crypto như là FTX, Coinbase, Circle hay Bitsort. Và đây là ngân hàng hiếm hoi được công ty bảo hiểm kỹ thuật liên bang Hoa Kỳ FDIC cấp phép. Có nghĩa là tổ chức này sẽ có chức năng bảo vệ khách hàng trong trường hợp bị phá sản. Thì trước khi xảy ra sự cố kể trên, Silvergate cũng đã phải trải qua một giai đoạn khó khăn khi phải đối mặt với việc bị khách hàng rút tiền liên tục và phải chịu lỗ bán chứng khoán nợ, sa thải 40% nhân viên, thậm chí còn vay hàng tỷ đô la để phục vụ nhu cầu rút tiền của khách hàng. Sự việc Silvergate bị khách hàng liên tục được cho là bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ sụp đổ của FTX và Alameda Research trước đó, khi đây cũng là đơn vị lưu trữ các tài khoản gắn liền với hoạt động kinh doanh của Sam Bankman-Fried. Theo đó thì một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ cũng đã gửi thư tới Silvergate nhằm làm rõ mối quan hệ của sàn này với FTX, tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa thật sự được làm sáng tỏ. Vì là một công ty đại chúng được niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán Mỹ, đồng nghĩa Silvergate phải có nghĩa vụ nộp báo cáo kinh doanh định kỳ lên SEC. Tuy nhiên là vào ngày 1 tháng 3 vừa qua, Silvergate đã gửi đơn lên SEC tâm sự rằng họ chưa thể nộp báo cáo tài chính toàn năm 2022 đúng hạn vào ngày 16 tháng 3 sắp tới vì có thể là công ty này không còn đủ tài sản và đang cần thêm thời gian để đánh giá lại hoạt động kinh doanh cùng các khoản lỗ khác của mình. Có thông tin cho rằng Silvergate trước đó đã bị bán khống cổ phiếu rất nhiều, cho nên hiện tại đang có khá nhiều người chờ báo cáo tài chính của ngân hàng này ra mắt để nắm bắt tình hình thực tế hiện tại. Tuy nhiên, việc nộp trễ báo cáo tài chính dường như đã đẩy sự bất an lên đến đỉnh điểm cho rất nhiều nhà đầu tư. Với những vết nhơ liên tiếp như vậy, vì lo sợ vấn đề về thanh khoản và pháp lý, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, hàng loạt tổ chức crypto lớn đã ngay lập tức đăng tin hạn chế tiếp xúc, cũng như dừng hoạt động nạp rút USD về tài khoản ngân hàng của Silvergate. Các tổ chức này có thể kể đến như là Coinbase, Circle, Bitstamp, Galaxy Digital, Bitsort và thậm chí cả quỹ đầu tư Wintermute cũng xác nhận rằng sẽ chấm dứt mối quan hệ với ngân hàng này. Tất cả những điều trên đã trở thành một ngòi nổ cho cú điều chỉnh mạnh mẽ của thị trường như chúng ta đã chứng kiến ở thời điểm hiện tại. MicroStrategy cũng là một nhân vật góp mặt vào drama kỳ này khi họ thừa nhận rằng đang có một khoản vay 205 triệu đô và sẽ đáo hạn vào quý 1 năm 2025 sắp tới. Tuy nhiên, công ty cũng chấn an mọi người rằng hiện tại đang không có mối quan hệ lưu ký tài sản với Silvergate và nếu như tổ chức này phá sản cũng sẽ không tác động quá nhiều đến công ty của mình. Mặc dù Silvergate đang là tâm điểm chính của sự sụp đổ thị trường ngày hôm nay và nhiều người cho rằng lịch sử vào tháng 11 năm 2022 như là của FTX sẽ lặp lại và khiến cho BTC lũng vùng hỗ trợ cũ là khoảng mốc 15 đến 16 ngàn đô trước đó, thì theo mình nghĩ thì khả năng này xảy ra kịch bản này khá là thấp bởi vì những lý do như sau. Thứ nhất thì bên cạnh những tổ chức crypto lớn như là Coinbase, Circle, Bitstamp, Galaxy Digital hay Bitsort thì một số tổ chức trong thị trường tài chính truyền thống khác như là sàn giao dịch chứng khoán và quyền chọn nổi tiếng của Mỹ là CBOE cũng thông báo ngừng chấp nhận giao dịch từ Silvergate. Điều này dễ dàng cho ta thấy rằng là không chỉ mỗi thị trường crypto mà ngay cả bên những thị trường khác cũng đang cùng nhau chung tay cô lập Silvergate để hạn chế hết mức rủi ro domino FTX hết mức có thể trong trường hợp Silvergate sụp đổ. Thứ hai,
nhiều mối lo ngại về việc MicroStrategy sẽ bán Bitcoin diễn ra. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tài liệu nào cho rằng ngân hàng này đang lưu trữ Bitcoin cả. Thứ ba là cho dù MicroStrategy đang nợ 205 triệu đô, tuy nhiên họ cũng cho rằng tổ chức này cũng không cần phải trả trước thời hạn cho dù Silvergate gặp vấn đề về thanh khoản. Mặc dù thế, mình cũng thừa nhận rằng nếu Silvergate sụp đổ cũng sẽ gây những tác động tiêu cực đến thị trường trong ngắn hạn và có thể gây ra cú sốc tâm lý cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ, khiến áp lực bán xả lên thị trường tăng cao. Tuy nhiên, theo team của Trayco Việt Nam phân tích thì đối mặt với phết này thì Bitcoin cũng khó mà lũng đáy ở trong giai đoạn xảy ra sự kiện FTX trước đó. Thứ chúng ta cần tập trung quan tâm ngay lúc này đó chính là báo cáo tài chính của Silvergate sẽ nộp vào lúc nào và xác minh thật sự tổ chức này có đang gặp khủng hoảng về thanh khoản hay không. Chúng mình sẽ có những cập nhật liên tục về hướng đi của Bitcoin cũng như tin tức nhanh của Silvergate trong thời điểm nhạy cảm này. Các bạn có thể theo dõi channel của Trayco Việt Nam, link tham gia chúng mình sẽ để dưới phần bình luận của video. Và đó là những tin tức về Silvergate mà chúng mình tổng hợp được cho đến thời điểm hiện tại. Nếu thấy thông tin này bổ ích, hãy tiếp thêm động lực cho chúng mình bằng cách để lại một like và một đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.